sẽ giúp các em nỗ lực hơn nữa trong học tập cũng như trong việc rèn luyện các bộ môn âm nhạc để các em có thể phát triển tài năng của mình. Xin trọng cảm ơn thầy Đoàn Phương Hải và cảm ơn các em cùng lùi về chỗ để cùng lắng nghe kết quả tiếp theo nhé. Và giờ đây các thí sinh chưa nhận giải, các em đang phân vân và đang rất là hồi hộp không biết mình sẽ đoạt giải nào trong liên hoan lần này. Và theo các em đoạt giải gì, các em đã suy nghĩ được chưa? Giải nhất hả? Em áo đỏ, em Đinh Gia Nhật Anh đúng không? Em giơ tay là mình đạt giải nhất. Vậy kết quả là gì? Như Thùy sẽ công bố ngay sau đây. Và sau đây xin chúc mừng em Mã Khánh Linh, em Phạm Như Khuê, em Võ Vân An và em Lê Đặng Ngọc Linh. Mời các em tiến lên trước một bước. Và chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em đã đoạt giải nhì trong liên hoan những nốt nhạc xanh thành phố Đà Nẵng năm 2017. Và sau đây xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Trương Duy Huyến, giám đốc nhà văn hóa lao động thành phố Đà Nẵng lên trao giấy khen kỷ niệm trương và phần thưởng cho các em đã đạt giải nhì trong liên hoan lần này. Xin trân trọng kính mời thầy. Nỗ lực và rèn luyện, các em thí sinh của chúng ta đã xuất sắc đạt được những giải thưởng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng các em đã đạt giải nhì trong liên hoan những nốt nhạc xanh. Xin trọng cảm ơn thầy Trương Duy Huyến và cảm ơn tất cả các em. Mời các em ngồi về vị trí cùng của mình. Vậy chúng ta đã biết được kết quả chúc mừng ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, xin được chúc mừng thí sinh Đinh Gia Nhật Anh tiết mục độc tấu piano và thí sinh Trần Đình Hành Quyên tiết mục độc tấu piano. Và cuối cùng là thí sinh Đinh Thị Phương Na với tiết mục độc tấu đàn tơ rừng. Chúc mừng tất cả các em đã đạt giải nhất trong liên hoan những nốt nhạc xanh thành phố Đà Nẵng năm 2017. Và sau đây xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Nhận, giám đốc cùng thiếu nhi Đà Nẵng lên trao giấy khen kỷ niệm trương và phần thưởng cho các em đã đạt giải nhất trong liên hoan những nốt nhạc xanh thành phố Đà Nẵng năm 2017. Trong dịp hè mà Công Đức Nhi đã tổ chức dành tặng cho tất cả các thí sinh của chúng ta đã có những tài năng về âm nhạc. Chúng ta hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các thí sinh đã xuất sắc trong liên hoan những nốt nhạc xanh thành phố Đà Nẵng năm 2017. Xin trọng cảm ơn anh Nguyễn Nhật và chúc mừng tất cả các em. Và chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn tất cả các thí sinh của chúng ta và chúc mừng tất cả các em đã đạt giải thưởng trong liên hoan lần này. Mời các em cùng nén lại sân khấu nào để chúng ta được chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay. Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và các ban giám khảo của liên hoan lần này cùng lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng tất cả các thí sinh đã lọt vào vòng chung kết và đạt những giải thưởng vô cùng xuất sắc ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời.
sân khấu nào. Thưa quý vị và các em thân mến,